thống tưới nhỏ giọt như thế này, chỉ cần nhỏ từng giọt nhưng suốt ngày suốt đêm thì lượng nước cần thiết rất là ít, nhưng tưới cho cái dây bí rất là đều, sinh trưởng rất là tốt. Chúng ta tái sử dụng những cái bình đựng nước uống như thế này để làm cái bình tưới nhỏ giọt cho cây. Nếu cái cây nhỏ thì chúng ta sử dụng cái bình 1 lít, còn cây lớn thì chúng ta sử dụng cái bình 5 lít cho nó được nhiều. Và dùng cái mũi khoan 1 ly này nè, khoan ở trên cái nắp này, chỉ cần khoan 1 lỗ là đủ ha. Cái móc này các bạn có thể mua ở tiệm cây kiểng có bán nè, hoặc là các bạn tự lấy dây kẽm để làm. Rồi công việc đã hoàn thiện. Bây giờ đem ra vườn kiểm tra cho các bạn xem nha. Giới thiệu với các bạn, đây là giàn bí của nhà mình. Ở trên sân thượng rất là cao, nhưng nhờ mình làm cái hệ thống tưới nhỏ giọt như thế này nè, chỉ cần nhỏ từng giọt nhưng suốt ngày suốt đêm thì lượng nước tưới đủ cho cây và tốn rất là ít nước. Tưới đều thường xuyên. Các bạn quan sát nha, chỉ cần nhỏ từng giọt như thế đó là cũng đủ cung cấp nước và đỡ tốn nước. Video chia sẻ đến đây xin kết thúc. Mời các bạn bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình với nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.